là một trong những nước có nền hải quân mạnh nhất Đông Nam Á. Việt Nam chúng ta tự hào sở hữu những con tàu chiến mạnh nhất, hiện đại nhất. Đó là những cái tên mạnh mẽ nào? Chúng được trang bị ra sao? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! Tự hào 6 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay. Tàu ngầm Kilo, hố đen trong lòng đại dương. Nếu hỏi tới sức mạnh của Hải quân Việt Nam, chúng ta nhất định không thể không kể tới tàu ngầm Kilo. Tàu ngầm Kilo là một loại tàu ngầm quân sự của Nga chạy bằng diesel, điện cỡ lớn được chế tạo tại Nga, được thiết kế nhằm tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương. Được cho là một trong những loại tàu ngầm êm nhất trên thế giới. Vậy tại sao chúng mình gọi nó là hố đen trong lòng đại dương đây? Các bạn có biết không, tàu ngầm Kilo được bao phủ bởi lớp vật liệu đặc biệt có thể hấp thu sóng sonar. Chân vịt được làm bằng gỗ, có tính hấp thụ va đập. Vì vậy, nó gần như không thể bị phát hiện. Bởi vậy mà quân đội Mỹ gọi tàu ngầm Kilo như hố đen trong lòng đại dương như một cách để tán dương đấy. Tàu dài gần 74 mét, rộng 10 mét, lực giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên giờ, tương đương 37 km trên giờ, lặn sâu tối đa 300 mét, hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn 52 người, được lắp sau ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, trang bị nhiều loại ngư lôi khác nhau tùy theo chiến thuật hoặc tên lửa đối hạm 3M54 khác, tầm bắn 660 km, và tên lửa hành trình tấn công đối đất 3M14E, tầm bắn 2.200 km. 8 tên lửa phòng không để chống trực thăng săn ngầm. Việt Nam đã đặt hàng 6 chiếc từ Nga vào năm 2009 với giá 2 tỷ USD và nhận hàng đầy đủ từ năm 2012 đến năm 2016. Thử tên lửa lần đầu vào tháng 12 năm 2017, sẵn sàng trực chiến, chiến đấu, bảo vệ hòa bình trên biển Việt Nam. Và tiếp theo là một cái tên cũng vô cùng mạnh mẽ, chúng từng được coi là át chủ bài của Hải quân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tàu hộ vệ tên lửa Shepard 3.9, niềm tự hào của Hải quân Việt Nam. Chắc chắn, nếu bạn là một người đam mê chủ đề quân sự, vũ khí thì sẽ không còn xa lạ gì với con tàu này. Tàu hộ vệ tên lửa Shepard là loại tàu chiến đấu loại nhẹ do Nga sản xuất, được trang bị hệ thống thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại, phù hợp với xu thế chiến tranh điện tử hiện đại hiện nay. Tàu có trọng tải chắn nước lên đến 1.930 tấn, vận tốc tối đa 27 hải lý trên giờ. Tầm hoạt động 7.000 km, chống chọi được bão cấp 10, cấp 12, có thể hoạt động liên tục trong 15 ngày. Thủy thủ đoàn gồm 98 người, được trang bị hệ thống chống nhiễu kết hợp với kết cấu của tàu giúp nó có khả năng tàng hình trước radar của đối thủ. 4 hệ thống phun khói ngụy trang PK-16, tàu còn có một bãi đáp cùng với một nhà chứa cho trực thăng chống ngầm K-1K-28. Vũ khí trên tàu bao gồm một pháo AK-176M 76,2mm gồm 500 viên đạn, hai pháo AK-630 30mm để phòng không dự trữ đạn. Mỗi khẩu là 2.000 viên, được điều khiển bởi hệ thống kiểm soát hỏa lực. 8 tên lửa hành trình chống tàu chiến KH-35E Uran, tầm bắn 130km, vận tốc cận âm 0,8 Mach. Một hệ thống phòng không gồm hai pháo AO-18K, mỗi pháo có 6 nòng 30mm. 8 tên lửa 9M311 hải đối không. Một dàn hỏa tiễn chống tàu ngầm gồm 12 ống phóng, 4 ống phóng ngư lôi 533mm, 2 bệ phóng kép gồm 12 đến 20 ngư lôi. Việt Nam hiện nay có 4 tàu Shepard 3.9 mang tên 3 vị vua và 1 danh tướng. Đó là 011 Đinh Tiên Hoàng, 012 Lý Thái Tổ, tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung. Trong đó, tàu 016 Quang Trung được xem là những con tàu chiến mạnh nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Nghe đã thấy có mùi nguy hiểm ra phết các bạn ạ. Và cái tên tiếp theo cũng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong Hải quân nói riêng và sức mạnh quân sự Việt Nam nói chung. Vì đây là con tàu chiến đầu tiên do Việt Nam chúng ta tự đóng thành công. Vậy sức mạnh của nó như nào thì hãy tiếp tục theo chân Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé. Tàu chiến do Việt Nam tự đóng. Xin giới thiệu với các bạn, trên màn hình chính là tàu tên lửa tấn công nhanh 318 do chính Việt Nam chúng ta chế tạo năm 1999, tất nhiên là có sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga. Và đến nay, em nó vẫn là độc nhất vô nhị vì chúng ta chưa đóng thêm bất kỳ con tàu nào khác thuộc lớp này. Nghe thấy tự hào ra phết các bạn nhỉ? Việc có thể tự sản xuất vũ khí hay là phương tiện quân sự là một bước tiến đột phá cho nền quân sự của một quốc gia đấy. Con tàu này có các bề mặt góc cạnh được hạn chế tối đa nhằm giảm diện tích phản xạ radar. So với những tàu chiến cùng thời, tàu 318 có thể coi là tiên tiến, hiện đại vượt bậc.
Mặc dù vậy, chúng ta chỉ đóng duy nhất một tàu loại này, hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về những chiếc tiếp theo hoặc phát triển tiếp lớp tàu BPS-500. Hiện tại, tàu 318, sản phẩm duy nhất từ dự án đóng tàu lớp BPS-500 vẫn đang được phục vụ trong lực lượng Hải quân Việt Nam. Dù có kích thước nhỏ, nhưng trang bị điện tử và hệ thống hỏa lực của tàu 318 rất ấn tượng. Hệ thống điện tử trên tàu có radar đa năng, trinh sát mục tiêu trên không và trên biển. Có tầm trinh sát hơn 100 km, có thể phát hiện mục tiêu bay có diện tích phản xạ sóng radar 1m², bay ở độ cao 1.000m, từ cách 11 km. Phát hiện tên lửa diệt hạm có RCS 0,03m², ở độ cao 15m, cách xa 15 km. Radar cũng có thể theo dõi 15 mục tiêu cùng lúc, bám 3-5 mục tiêu. Ngoài ra, tàu còn có các hệ thống radar, điều khiển hỏa lực pháo và hỏa lực tên lửa cùng với hệ thống thông tin liên lạc. Tàu trang bị pháo hải quân AK-176, 8 tên lửa hành trình chống hạm Urane, tầm bắn 130 km, 2 ụ pháo phòng không cao tốc AK-630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp ILA và 2 đại liên 12,7mm. Hiện nay, tàu 318 thuộc trang bị của Hải đội 412, Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân. Tàu săn ngầm Petya. Tàu Petya là một loại tàu săn ngầm hạng nhẹ do Liên Xô sản xuất từ những năm 1960, chạy bằng động cơ tuabin khí và có nhiệm vụ săn ngầm tại vùng nước nông. Tàu được Liên Xô viện trợ cho Hải quân Việt Nam nhằm bảo vệ căn cứ, hộ tống các tàu chiến mang tên lửa điện hạm. Tàu có lượng giãn nước lên tới 1.150 tấn, tốc độ tối đa là 30 hải lý trên giờ và có thể hoạt động liên tục trong vòng 102 ngày với sức chứa 92 người. Tàu được trang bị 2 tháp súng đôi 76mm, 4 bệ phóng rocket chống tàu ngầm RBU-6000, 5 ống thủy lôi chống tàu ngầm 406mm, bộ thiết bị sonar VDS săn tàu ngầm đầy đủ và được điều khiển bởi thủy thủ đoàn 92 người. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam sở hữu 5 chiếc tàu săn ngầm Petya và đây được coi là chiến hạm mạnh nhất, hiện đại nhất của Việt Nam khi vừa được trang bị ngư lôi và bom phản lực. Dù đã được sử dụng cả nửa thập kỷ, các con tàu già này vẫn giữ được sức mạnh và được ví von là những con tàu gánh còng lưng cho sự nghiệp đi biển của quân đội Việt Nam. Tàu đổ bộ RoRo 5612. Đã có tàu phóng tên lửa, tàu ngầm rồi thì không thể thiếu một thành phần đó là tàu đổ bộ. Và cái tên top 1 chúng mình nhắc tới trong video ngày hôm nay đó là RoRo 5612. RoRo ở đây không phải tên nhân vật hoạt hình hay là tên hãng bim bim mà các bạn hay ăn hay là hay xem đâu. Đừng nhầm lẫn nhé. RoRo ở đây là viết tắt của từ Roll On, Roll Off, là thuật ngữ để chỉ loại tàu đổ bộ mà các phương tiện chở trên nó là xe hơi, xe tải, xe móc kéo, đầu kéo có thể tự hành lên xuống. Khác với phương thức thông thường đó là LOLO, tức là Lift On, Lift Off. Đối với hàng container, phải sử dụng cần cẩu để bốc rỡ hoặc đưa hàng lên tàu. Tuy nhiên, RoRo 5612 là sự kết hợp của cả RoRo và LOLO. RoRo 5612 là loại tàu vận tải đổ bộ đa năng thế hệ mới. Tàu được đóng mới tại Tổng công ty đóng tàu Sông Thu, theo tiêu chuẩn quốc tế Damen của Hà Lan. 5612 được đặt theo thông lệ của Damen và Hà Lan dựa trên kích thước của lớp tàu với chiều dài 56m, chính xác là 57,27m và rộng 12m. Vốn dĩ đây là tàu đổ bộ được Việt Nam đóng mới cho Venezuela ký kết năm 2014. Tuy nhiên, do phía bên Venezuela biến động về chính trị và mất khả năng thanh toán, Hải quân Việt Nam chúng ta sau đó đã mua lại từ nhà máy Sông Thu để biên chế vào lực lượng. Theo thiết kế, tàu RoRo 5612 chỉ có khả năng đổ bộ trên biển hoặc tại các vị trí có cầu tàu, thích hợp khi triển khai nhiệm vụ vận tải, tiếp tế cho các đảo. Sàn tàu được lát bằng gỗ, tàu không có khả năng chuyên chở được xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng mà chỉ có thể chở các loại xe bọc thép đổ bộ, xe tăng hạng nhẹ và quân đổ bộ. Cabin thượng tầng của tàu được thiết kế cao để tăng tầm quan sát khi chất hàng hóa lên cao. Ngoài ra, cabin cũng được thiết kế đặc biệt để kíp lái có thể quan sát 360 độ quanh tàu giúp tạo tầm nhìn bao quát. Ống khói của tàu được bố trí gọn gàng phía sau cabin. Tàu được trang bị một cần cẩu máy giúp có thể dễ dàng vận chuyển hàng lên, hàng xuống boong tàu nhanh và dễ dàng. Đồng thời, mũi tàu được thiết kế có thể mở để phương tiện và binh sĩ đổ bộ ra bên ngoài. Tàu phóng lôi Turia. Tàu phóng lôi Turia là loại tàu phóng lôi cánh ngầm cao tốc được Liên Xô thiết kế và phát triển vào những năm 1970 của thế kỷ thứ 20. Tàu Turia có trọng lượng 220 tấn, tốc độ 74 km/h, được trang bị một tháp pháo gắn súng phòng không 2 nòng 57mm đặt phía sau tàu, một súng 2 nòng 25mm đặt phía trước tàu, 4 ống phóng ngư lôi 533mm.
cùng hệ thống radar, sonar hiện đại, tàu có khả năng tiêu diệt các loại chiến hạm trên mặt nước và cả tàu ngầm. Hải quân Việt Nam chúng ta hiện nay đang sở hữu 5 tàu Turia PTF cải tiến với ống phóng lôi đã qua nâng cấp và tốc độ lên tới 78 km/h. Tàu Turia mang đặc trưng tấn công nhanh, sử dụng tốc độ để áp sát tàu địch, phóng ngư lôi và rút lui nhanh chóng. Tuy nhiên hiện nay, tàu phóng lôi hầu như không còn tận dụng được những ưu thế đó nữa. Lý do bởi vì tàu địch mang tên lửa chống tàu có tầm bắn xa hàng trăm km, vượt xa tầm bắn của ngư lôi. Nhưng tàu ngư lôi vẫn cần thiết và trở thành vũ khí hạng nặng khi tận dụng lợi thế địa hình, địa vật gần bờ, tấn công bất ngờ đội hình hành quân đổ bộ của địch. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Trung Quốc trong những năm lại đây luôn có những hành động dương oai nhằm thị uy để thực hiện tham vọng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông, dù cho Việt Nam và các nước trên thế giới không đồng tình. Và trước tình hình đó, Việt Nam chúng ta vẫn luôn đầu tư vào sức mạnh quân sự, đặc biệt là sức mạnh lực lượng hải quân. Với những chiến hạm đầy mạnh mẽ trong video ngày hôm nay, chúng ta tự tin có đủ cơ để sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong 6 con chiến hạm mà top 1 chúng mình đã kể ra, bạn ấn tượng nhất với cái tên nào? Hãy để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận nhé! Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này, mong muốn top 1 chúng mình tiếp tục làm series này thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!